Dạ. Dạ, dạ thưa bà một, bà một, à, bà một. Bà một. Dạ. Từ từ vô. Thưa bà cố. Xích vô bà cố đi nha, vô trong luôn. Thưa bà cố. Ai đây? Dạ con An. Hả? An. Ai? An. Không nghe. Thưa bà cố. Ai ơi con? Dạ con. Con của anh Xuân. Hả? Con của anh Xuân nè, vợ chồng Xuân nó về, con của anh Năm mới nhớ không? Tức là đâu biết phải không? Đâu biết phải rồi. Con này không, con này nè, bạn gái của nó hả? Bạn gái của nó, bạn gái của thằng An mà biết không? Bạn gái chứ nào bạn gái đây. Thằng này là bạn gái vậy. Thằng này là thằng con của Xuân đây này, đây nè bạn gái đây nè đó. Nói gì vậy má, làm sao biết? Bạn gái, bạn gái, bạn gái, cái này là con trai của ông Xuân. Là con lớn rồi. Xuân năm nay mấy tuổi rồi? Mà này con có làm đại bạc không? Dạ không. Hả? Có rồi. Làm đại bạc. Sửa vàng. Dạ. Jewelry. Rồi sửa xe. Dạ. Động là làm đại bạc. Thôi gì. Có đứa nào có vợ con rồi mấy đứa không? Chưa. Nội ơi. Hả? Chưa. Chưa. Vợ có nào? Chưa có vợ hay là chưa có con? Chưa có vợ. Dạ. Gì dở vậy? Dở vậy nè. Dở đó đi không? Cô nói dở. Cô vừa vừa vừa.